Bundesliga mùa giải năm 2023 đến năm 2024 đang chứng kiến sự thăng hoa của Leverkusen. Đội bóng này đã có 10 chiến thắng và 1 trận hòa, tích lũy được 31 điểm và hiện có hiệu số bàn thắng bại cộng 24. Với điểm số này, Leverkusen đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga, vượt qua đội bóng mạnh Bayern Munich 2 điểm. Khởi đầu ấn tượng của Leverkusen cũng giống với kỷ lục mà Bayern từng thiết lập ở mùa giải năm 2015 đến năm 2016 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola. Đội bóng của Guardiola cũng đạt được 31 điểm và hiệu số bàn thắng bại cộng 29 sau 11 vòng. Xabi Alonso, huấn luyện viên của Leverkusen, đã thể hiện khả năng dẫn dắt ấn tượng khi đội bóng này đánh bại Union Berlin trong trận đấu hôm 12 tháng 11. Alonso đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của Leverkusen sau vòng 8 Bundesliga mùa trước khi đội bóng này đứng áp chót bảng và mới có 1 trận thắng. Nhưng Alonso đã hồi sinh tinh thần của Leverkusen và giúp họ kết thúc mùa giải trong top 6, thậm chí lọt vào bán kết Europa League. Leverkusen cũng đã có những bước chuyển mình đáng kể ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi họ chiêu mộ được những tên tuổi như Victor Bonifay, Jonas Hofmann, Alejandro Grimano và Granit Xhaka. Mặc dù ít người kỳ vọng, những cầu thủ này đã giúp Leverkusen trở thành một thế lực đáng gờm tại Bundesliga. Khởi đầu xuất sắc của Leverkusen đã được thể hiện từ trận đấu ra quân mùa giải, khi họ đánh bại RB Leipzig, đội đã tham dự Champions League và đoạt cúp quốc gia trong hai mùa gần đây. Leverkusen tiếp tục thăng hoa khi đánh bại Borussia Mönchengladbach và Darmstadt trong những trận đấu tiếp theo. Thử thách thực sự đến với Leverkusen ở vòng 4 khi họ đối đầu với Bayern Munich. Dù bị dẫn trước 2 lần, thầy trò Alonso đã có màn trình diễn ấn tượng để cầm hòa Bayern với tỷ số 2-2. Leverkusen đã thể hiện sự vượt trội bằng việc giành chiến thắng 4-0 trước Union Berlin cuối tuần qua. Đây là chiến thắng thứ 16 trong 17 trận mùa này của họ. Điều này giúp Leverkusen cân bằng kỷ lục khởi đầu tốt nhất mà Bayern từng thiết lập ở mùa giải năm 2015 đến năm 2016 dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Pep Guardiola.